Dự thảo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2015. Chính phủ cũng đã chuẩn bị dự thảo lần thứ ba. Dự thảo luật đã có nhiều điểm mới để phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Phóng viên kênh truyền hình VTC10, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này. Thưa bà, dự thảo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi đang trong quá trình tiếp thu ý kiến và điều chỉnh, nhưng đã có những điểm mới so với luật ban hành năm 2004. Vậy những điểm mới này là gì? Dự thảo luật đợt này cũng đã quy định trẻ em là người dưới 18 tuổi có một cái cơ quan liên ngành, đó là cái Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Cho nên trong cái dự thảo luật đợt này cụ thể hóa nhiều cái nội dung của Hiến pháp, cụ thể hóa 42 cái kiến nghị của Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc. Thế rồi cũng cụ thể hóa những luật, những cái điều mà trong luật bảo vệ chăm sóc trẻ em trước đây chưa cụ thể hóa được. Rồi cụ thể hóa Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và đổi tên luật, đó là cái luật trẻ em. Và đã có hẳn một chương trong cái dự thảo này, đó là cái quyền tham gia của trẻ em. Thế rồi cũng có một cái chương về tư pháp cho trẻ em, quy định về cái nguồn lực cho trẻ em như thế nào. Trong đó đặc biệt cái nguồn lực cho cái hệ thống bảo vệ trẻ em. Với những điểm mới này, nó sẽ tác động như thế nào đến việc nâng cao quyền của trẻ em khi dự thảo luật được Quốc hội thông qua? Điểm mới này nếu như chúng ta mà đưa được vào luật mà được thực hiện thì rõ ràng rằng những cái quyền của trẻ em theo Công ước của Liên Hợp Quốc, tức là theo quy định hiến pháp sẽ được đảm bảo. Các em sẽ thấy thực sự được tôn trọng hơn và chúng ta sẽ phát huy cái trí tuệ của các em cách tốt hơn. Vậy chính phủ cần phải có những bước chuẩn bị nào để những đề xuất mới trong dự thảo luật lần này trở thành hiện thực? Để cho cái dự thảo luật mà những cái đề xuất mới này nó thành hiện thực ấy, thì cơ quan soạn thảo phải tham mưu chính phủ rất là nhiều việc. Những cái số chị em có hoàn cảnh đặc biệt trong cái độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 thì nó sẽ phải chi phí những cái khoản kinh phí của nhà nước như thế nào? Thế rồi những cái cơ quan tổ chức bị tác động như thế nào? Thì cái vấn đề này thì rõ ràng chính phủ cũng phải có một cái tờ trình và phải có lập luận chặt chẽ. Cơ quan soạn thảo phải tham mưu với chính phủ để có cái sự tổng kết, đấy, đánh giá xem cái việc giải thể cái Ủy ban dân số gia đình trẻ em đến giờ nó có những cái bất cập gì. Hoặc là cái cơ chế phối hợp liên ngành thì có giao cho bộ liên ngành, cái bộ đa ngành, bộ liên ngành này cái quyền nó cao hơn các bộ khác không? Có được mời lãnh đạo các bộ khác để tham gia trong quá trình những vấn đề liên quan trẻ em không? Bởi vì trẻ em là đối tượng một mình bộ nào cũng không thể làm được. Vậy thì phải có sự phối hợp. Trong giai đoạn vừa qua, cái sự phối hợp này nó còn rất nhiều hạn chế. Cái vấn đề nguồn lực cho trẻ em thì chính phủ cũng phải ngồi với các bộ ngành chức năng để chỉ đạo xem cái quy định thế nào để có một cái nguồn ngân sách mà nó có thể kiểm soát được, minh bạch được trong cái vấn đề đầu tư cho cái hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em. Cảm ơn bà về những chia sẻ quý báu ngày hôm nay.